Xin chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Bản Vẽ Nhà. Với hơn 10.000 mẫu mã thiết kế nhà cực đẹp, từ nhà mái Thái, mái Nhật trang nhã đến nhà mái bằng, mái lệch cá tính, từ những căn nhà phố hiện đại đến những căn biệt thự nguy nga, chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, miễn phí hồ sơ sơ cấp phép xây dựng, không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, hỗ trợ thi công giám sát nếu gia chủ cần. Hãy lựa chọn cho mình một bản vẽ ở bảnvẽnha.com.vn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà 3 tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Đây là một trong những mẫu nhà được yêu thích nhất. Đầu tiên, chúng ta nhìn ngắm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D. Gây ấn tượng mạnh khi ngắm nhìn chính là hình khối bề thế, phóng khoáng, những mảng tường xen kẽ gạch thẻ Inox Hall với gạch giả đá, tạo thành một tổng thể rất bắt mắt. Ngôi nhà sử dụng 3 tông màu chính với phần tường được sơn trắng, phần mái Nhật màu xanh ghi, chân tường ốp gạch giả đá màu ghi. Ban công được lắp kính cường lực, đảm bảo an toàn và bền cứng hơn gấp 5-6 lần so với kính thường. Ngôi nhà giảm đi vẻ thô cứng phần nào nhờ những mảng xanh từ cây hoa cảnh ở phần bồn hoa, tiểu sảnh. Sảnh chính với những chiếc cột hiên chắc chắn, tam cốc ốp đá granite mặt đen cổ trắng, năm bậc đang là một xu hướng trong thiết kế hiện nay. Cửa đi chất liệu gỗ, hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm hệ PMA kết hợp kính. Đây là thiết kế rất phổ biến hiện nay ở những căn nhà hiện đại. Tiếp theo, xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian bên trong như thế nào. Vì ngôi nhà 2 tầng nên sẽ có 2 mặt bằng phân chia nội thất khác nhau. Với bản vẽ mặt bằng nội thất tầng 1, chúng ta sẽ thấy được chiều rộng ngôi nhà là 10,24m, chiều dài là 10,76m, diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 190m2. Quý vị có thể thấy tầng 1 được thiết kế gồm có một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ, sân ướt và một nhà vệ sinh. Với diện tích này phải nói là khá thoải mái để các thành viên trong gia đình sinh hoạt. Dựa trên bản vẽ có thể thấy ngôi nhà có 2 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách và một lối từ nhà bếp sang khu vực sân ướt. Một ngôi nhà 2 lối tiếp cận như vậy rất tốt về phong thủy và công năng. Tiếp theo sẽ đến bản vẽ mặt bằng nội thất tầng 2. Tầng 2 được thiết kế gồm có một phòng thờ có cửa mở ra ban công, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Cầu thang được đánh số 25 bậc, rất hợp với phong thủy. Các bố trí không gian của cả 2 tầng đều vô cùng hợp lý. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị cho bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của căn nhà 2 tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Nếu như quý vị có mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay website của chúng tôi www.banvenha.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.